Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Đầu video xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Hiện giờ thì mình đang ở phường 2, quận Phú Nhuận, khu đường hoa giống như là phường hoa mai, hoa hồng, hoa huệ vân vân. Thì khu này thì nói chung là cũng rất là mà mua bán nhộn nhịp và giá trị bất động sản là thì lúc nào cũng gia tăng. Thì hôm nay xin giới thiệu với mọi người một miếng đất hai mặt tiền, đó là mặt tiền hoa phượng và một mặt tiền là hoa mai. Đây là miếng đất này nè, hiện giờ đang cho thuê quán cà phê. Diện tích của miếng này là ngang 8, dài 18. Thì hướng của nó là hướng Tây Bắc. Hiện giờ chủ đang kêu là giá là 50 tỷ thương lượng, gốc hai mặt tiền, vị trí rất là đẹp. Giấy phép xây dựng của miếng này, khu vực này được xây là hầm trệt, 4 lầu sân thượng, tiện xây văn phòng hoặc là biệt thự hoặc là căn hộ dịch vụ vân vân. Thì hiện giờ thì hợp đồng thuê của miếng này thì còn hợp đồng còn dài hạn. Thì cô chú nào, anh chị nào mua để xây dựng cũng được, hoặc là để tiếp tục cho thuê để giữ tài sản cũng được. Vị trí thì rất là đẹp. Cô chú anh chị nào quan tâm có thể inbox Zalo 078 7572 158 em gửi sổ. Xin chào và hẹn mọi người ở những căn nhà kế tiếp. Xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và xin cảm ơn mọi người đã xem video.